Bạn này cũng quậy à? Bạn này thì bẩm sinh mất rồi. Nhà ở đâu? Bạn này nhá, thầy cũng không phát hiện ra những ngôi sao cô thần quả túi phục binh tăng thần chiếu vào cung bệnh của bạn ấy đâu. Nên là bạn bày đi như thế này là do bẩm sinh. Những bạn mà do những ám tinh phụ tinh chiếu, người ta gọi là bị ma ám, phong ám. Còn bạn này là bẩm sinh rồi này. Và bạn này có một cái cung phúc đức triệt, nhá, phúc xấu. Và bạn này bạn ấy sinh vào giờ Diêm Vương này, sinh phạm giờ Diêm Vương này, sinh phạm giờ Dạ Đề, nên tuổi thọ bạn này không cao. Tuổi thọ không cao. Bạn này sau này còn bị cả bệnh máu nữa cơ. Vậy lá số này thì làm gì được? Lá số này chỉ có là cầu cúng thêm tăng phúc đức giống như các bạn kia thôi. Và thầy thấy bạn này cũng thỉnh thoảng cũng hơi quậy, hơi đa nhân cách chút. Vậy là thầy có thể hóa giải được cái sao, ví dụ như là trong cung tân ách của nó có sao phong thần, sao này này có thể giải cho nó cái sao này cho nó không bị phá âm, chiếu mệnh nó mới ác, chiếu cung tân ách thì không ác lắm, nhưng mà cũng nên giải cho bạn tốt hơn. Đấy, chỉ giúp đỡ được phần đấy thôi. Đúng rồi, bạn này có căn tứ phủ. Hai nữa là phải làm lễ di cung tiễn căn cho bạn này. Những đứa mà bắt đồng bắt lính cũng khổ, bởi vì không tiễn đi thì kiếp sau vẫn phải tiễn, chết rồi vẫn phải bắt. Đấy là cứ giải cho các bạn này, di cung tiễn căn cho bạn này được nha. Cô Đính là cô nào? Cô thì hay đau đầu. Cô đã có căn tứ phủ rồi, bạch hổ chiếu mệnh, căn cao số nặng, cô chỉ có căn thôi. Hay đau đầu là bị bắt đồng đấy. Cô nên di cung tiện căn, không có sau này còn đau xương nữa chứ không phải đau bụng đâu. Cũng trình mấy lần rồi. À, việc trình đồng của cô thì ok. Nhưng mà trình thì trình, nhưng mà người mà tiến căn cho mình thấp hơn mình thì mình rất nhiều hành như thường. Người mình giỏi hơn cô mới tiến cho cô, uy tín hơn mới chuyển được nha. Bạn thì Trinh là cô nào? Trinh là cô nào? Trinh đâu? Hay bị vong ốp đúng không? Giải vong ở đất đi, bị vong ốp là ở do đất có vong linh. Chúng đi chúng chẳng cũng bằng đứng. Bởi vì sợ phải đi chân sát sát thố, phải đi thần thông phong phải đi. Chào phải đi gọc xong xinh xinh xá phải đi thông 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 chân chân chân. Ngồi xuống, ngồi xuống. Bút xuống xô phải đi thật thông thông bắt thần thông thông bắt thần bụng. Ngồi xuống. Bởi vì xung phân thức thần thông thức thông thức thông thức thông thông thông. Rất chung thức thông thức thông thông thông. Chân thức thì ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Bởi vì thông 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 thông. Anh bao nhiêu năm rồi? Bao người Trung Quốc hả? Đeo phủ phình thình thề đi. Điểm bờ phát ra bất ra bất thủ phát ra phá ra phủ phê đổ phê đổ phát ra phơ rê phô phê. Thình dùng thình thắng số thắng sâu thật số phát thì thúc thắng thi thúc thắng số. Hiểu rồi, củ sư hào lăng treo chủ lũ lắng. Rồi biết rồi, vòng tàu theo thì giải cho. Ông làm gì hôm này à? 17 tuổi. Từ năm 17 tuổi. Không chồng không con luôn. Nhiều thầy lắm rồi. Nhiều thầy đi đâu. Nhiều lắm rồi. Sợ chưa?
Rồi, yên tâm. Hôm nay thầy chữa cho. Nhưng mà không được khóc, thầy mới chữa. Phật cứu con đi. Phật cứu con đi. Thầy cứu con đi. Phật cứu con đi. Thầy cứu con đi. Thầy cứu con đi. Thầy cứu con đi. Con đau quá. Rồi, thầy chữa cho. Ngồi lên, thầy chữa. Chữa thế đau bụng nhanh lên. Ngồi nào. Không khóc thì mới khỏi. Nào, không khóc thì mới khỏi. Con đau đầu, đau bụng quá, ôi đau chân quá. Con đang mổ Phật, con đang mổ Pháp, con đang mổ Tăng ạ. Ôi con xin thầy cứu con ạ. Ôi con xin thầy cứu con, thầy ơi. Ôi thầy ơi, con cứu con đi. Ôi thầy ơi, cứu con. Ôi con đau quá. Rồi, thầy chữa được rồi đấy. Cười đi, cười mới khỏi được. Nào mở mắt cho thầy xem nào. Mở mắt. Nào mở mắt ra. Rồi, mở mắt mới khỏi được. Mở mắt thì mới khỏi nhá. Các phòng bị ốm lên đây, thầy chiều chuyển năng lượng chữa rồi. Chả lý do mình gì mình không khỏi cả. Mở mắt thì xem nào. Mở mắt ra. Khỏe mạnh rồi thì phải mở mắt ra, như thế, mở ra. Hôm nay bà mới được về đây thì bà cho con cháu hôm nay với thành tới chứng cõi trần này. Thế mà lâu nay nay bà thương bà đưa con đưa cháu bà đến cửa Đinh Quang Thiện. Bà đi hầu cha hầu mẹ hầu vua hầu chúa hầu chầu ha. Bà chết thì bà ở dưới sông dưới biển chứ bà có ở trên trần gian được đâu mà. Thế bao năm hầu bà để bà chẳng được hưởng hương hoa gì, khăn điều áo đỏ gì, mà ngày nay mới đến đây được là bà đưa con đưa cháu bà đi đến để cửa cha cửa mẹ nhá. Hôm nay là đến cửa thầy thể cao anh có quyền có phép có đức hạnh cứu người khổ độ người mê ha. Thế mà phúc đức bà còn tạ cho con nhá. Thế mà biết mà xưa nay hầu hạ bà dặn tâng bà có được cái gì đâu mà. Thế hôm nay mà bà biết đến bà rồi thì bà đi như mây bà về như gió nhá. Bà đi cho được gặp thầy gặp thuốc ha. Hôm nay này Ninh Quang Điện tối tú anh Ninh phiền quét phiền phép cao minh lắm ha. Thế kể từ ngày nay từ chi trở lại ha, nhất nhất một năm phải đến đây ha, nhớ chưa? Nhớ chưa? Bao lần sám hối này đến đây ha. Thứ nhất là Ninh Quang Điện có phép của pháp của tăng ha, của đức thánh ông ha. Thế mà bà cho độc ăn độc nói từ bao lâu nay mà bị người ta phá này, bà vẫn cho đừng đi bước nước nha. Về mà tôn cấp nập thờ để bà cho này. Thiên thủ thiên nhã vô ngày đại bi tâm đà na đi nam mô hắc na đát na đá na dạ dạ nam mô a di đà bà lô ca tê thương bát đà dạ bồ đề tát đà bà dạ ma ha tát đà bà dạ ma ca nô bi ca dạ am tát bàn đà phật dề số đát na đát đà nam mô tất cả thì ra y bông a di đà bà nô ca tê thức bàn ra ra bà ma ha bát nhã ba na mật đa tâm kinh quán tự tại bồ tát hành thâm bát nhã ba na mật đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giải không độ nhất thiết khổ
tí xỉu dần máu tìm tị ngọ mùi dân động tị xỉu giận, tị xỉu giận. Thế bà cho nhá, cứu người khổ độ người mê nhá. Kể từ ngày nay trở đi, từ chi trở lại, nhớ về đây ha. Thế bà được về cửa cha cửa mẹ, bà vui lắm ha. Thế bây giờ bà ngồi cho nói chuyện thầy tí nào. Thế bà tạ ơn Phật Thánh ha. Bà tạ ơn Pháp Sư Đồng Thầy ha. Quyền phép cao nhất trần thế ha. Bà ngồi xuống nói chuyện này. Thế bây giờ lâu nay là cháu bà là bị vong tàu nó ám, hay thầy giải cho nó rồi nhá. Thế bà phù hộ cho nó để số sức khỏe tốt để giúp mọi người, nhớ chưa? Bạn này là bạn có căn tứ phủ đấy. Dạ bạn của thầy là chị con đi không còn thiếu gì nữa rồi. Nhưng mà vì lâu nay không bạn ấy bị vong tàu nó áp vào ốp vào nên là vì thế. Hôm nay thầy chữa cho vong nó khỏi bệnh, nó siêu thoát rồi. Là bà sẽ đi theo bạn này phù hộ cho bạn đấy nhá. Từ nay đi khỏe bệnh nhá. Thế tám chị cha tháng ba kịch mẹ nhá. Thế mà thầy có lời mà thỉnh bà lại vãi bà về đây thì con nhớ về đây nhá, thanh bông hoa quả nhất tâm nhá, phụng sợ Phật Pháp nhá, phụng sự gọi là trên thiên dưới thủy nhá, thì bà sẽ cho này, cứu người khổ độ người mê bà cho này. Nam mô Phật, còn Nam mô Pháp, Nam mô Tăng, Nam mô cứu khổ cứu nạn, Nam mô giải thoát giải hạn, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Đại Trí Thế Bồ Tát, Nam mô Đại Trí Đường Vương Bồ Tát, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Thiên thủ thiên nhã không ngày đại bi tâm đà na đi. Bây giờ không nói nữa. Chuyện với thầy, sáng hối bà thì bà thương bà đổ ông thầy. Bà cho khai khẩu đấy. Bây giờ thế này. Bà cho được gặp thầy gặp thuốc khi. Thôi rồi. Này bà. Hôm nay thầy xem có ngoan không, thầy xin việc cho đi làm nhá. Đấy. Đấy, bây giờ là sám hối bà thì bà thương, bây giờ là con cháu bà không có ngân có xuyến mà bây giờ còn bệnh tật nên hôm nay phải đến đây với thầy để gặp thầy để thầy xin việc cho đi làm, thì có ngân có xuyến thì phải có ngân có xuyến thì mới đi vào đền cha cửa mẹ, chứ bây giờ mà đi không có ngân có xuyến làm gì có tiền đi tàu đi xe. Đấy bây giờ bà phải cho cháu bà khỏi bệnh mà bà vẫn cứu cho được mắt thoát nạn qua cầu đấy, và cho thầy thoát nạn qua cầu đấy nhá. Thế từ lâu nay bà làm cho huynh đệ tan nát cửa nhà. Bà thử xem là có nhất tâm của Phật, thật công của Thánh không ha. Phải tu tâm tích đức nhá. Biết người khổ phải thương nhá. A-di-đà-phật này bà, để bà thương bà đó. Thôi rồi, thầy xin việc cho bà. Bà vẫn là tu tỉnh nhưng bà phải qua bao kiếp nạn trầm luân đấy. Bà trên lúc thì bà trên thiên, lúc dưới thủy. Bà giữ mệnh cho con cháu bà. Con cháu bà quá khổ nhá. Ở cái đất ấy là quá khổ. Thế mà không biết bà thì bà cho rơi rác hết, rụt rời hết. Bà cho huynh đệ tan tành hết. Bà cho kẻ đi xa về gần đầy đủ thế. Mà không biết à. Thế mà phải tính toán với bà một hào một chu. Bà cho hôm nay hết ngày nay có nhá. Cuối đời vận mệnh bà sẽ cởi trói cho con cháu bà ha. Chứ không phải muộn cửa cha cửa mẹ đấy đâu. Nhá. Cái ghế này nó nhất tâm lắm, nó thương người nghèo lắm. Vì nhà nó nghèo từ tâm bé đấy rồi nhá. Cho nên nó nhất tâm lắm nhá. Bà sẽ khai tuệ khai sáng như nó. Bà cho nó sẽ chỉ chú tụng kinh niệm Phật nhá. Đấy, bà sẽ cho thông minh trí tuệ. Con nạy cha nạy mẹ nạy vua nạy mẫu nạy chúa nạy chầu, con nạy đình thần bốn phủ, con nạy tam phủ công đồng, con nạy tứ phủ anh ninh, con nạy ông trai đầu đồng bà cai bản mệnh hội đồng các công các gia các tòa các động trên ngàn dưới thoại, con nạy 18 cửa rừng 12 cửa biển tối 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 thình con thỉnh tổ bà tổ cô mạnh tướng này bách gia trăm họ ngày hè nay tháng ý tháng nọ ha, tiền con là gì đấy? Thầy biết rồi, thầy chữa cho rồi, thầy xin đi làm việc nhá. Hôm nay bà vui lắm. Đó, thầy vui được rồi. Thầy chữa cho thầy xin tôi đi làm. Bà chỉ mong làm sao con cháu bà gặp thầy gặp thầy khỏi bệnh nhá. Bao năm nay bị xin để có tiền. Rồi thầy chữa cho khỏi cho xin việc cho. Ê mà đi làm một xin có tiền mới hết thì có hết thì có. Không, bây giờ lần này chả biết thế nào, không có thì lần này vui mà vừa có đi làm. Phải vui ha. Chứ đừng vì tiền nào. Vì bạc quá bán thích vì tiền. Rồi. Lần này đi làm một xin mà giữ được tiền mang về nhà nhá. Rồi thầy chữa cho, rồi xin việc cho. Thế nhá, bây giờ thầy phải làm việc đã. Vì đông người quá nên thầy không có nói chuyện được lâu. Thầy hôm nay lên đến cửa đài cửa hiện của thầy là có phúc có phần rồi, lại bà để bà sắm mũi bà để bà thì còn nhiều những người khác nữa, nhường chỗ cho người khác nhá.
Rồi, mời bà ra khỏi ghế đi để cô đứng dậy. Rồi, đứng dậy. Phải khỏe mạnh người ta mới là nhận làm việc, chứ không tỉnh ra chết không ai nhận đâu. Thầy xin việc cho nhá. Rồi, ra rửa mặt khẩn trương cho thầy. Chào mẹ. Con tên là gì? Lâu nay là bà ấy bị vong đầu nó ốp vào người, vong nó bị ốm nên không đi được. Nên là thầy chữa bệnh cho nó một cái là nó đi được ngay. Nó đi được thì bà tổ cô ốp vào luôn, tranh ghế ngay. Bà này không tập trung mà hay quên. Thế hong nó mấy rồi? Bạn này cũng có một tình trạng là cái nơi bạn này ở có những người âm chưa siêu thoát, giải cho bạn ấy. Bạn này rất hiền hòa và tử tế, chỉ bị mỗi cái bệnh có căn và giống như chị kia thôi. Cái cô mà vừa nhập lúc nãy á, lá số cũng giống bạn này này. Nên sau này cũng bị ốp như thế. Nên là phải giải hết các vong ở đất đi nhá. Rồi xong rồi làm lễ di cung tiễn căn cho bạn này. Căn có số đây. Đây, cách sửa đây. Bùi Tâm là ai? Mẹ thì cũng bị người vong thần đóng bệnh luôn. Rồi cũng bị phục binh, mẹ cũng bị giọng căn bệnh giống bạn này. Hay run sợ, dễ bị người âm theo. Rất chăm chỉ, nhưng không rút tiền. Cách xài đây. Phạm Hồng Nhung là ai? Con gái. Con gái. Bạn này có số làm bà chủ, nhưng mà rất là giàu có, lo hết cho họ hàng. Vẫn phải giải tiền duyên đi, phục binh và có căn tứ phủ tiễn cho bạn này. Sau này bạn ấy có số định cư nước ngoài cơ đấy. Rất giỏi, xuất chúng, có thể nuôi tốt bạn này. Rồi. Cho thật.